Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về gia thuộc. Mình muốn giới thiệu đến các anh em top 10 trái nước hoa có cái nốt nguyên liệu gia thuộc. Đối với cá nhân của mình đánh giá nó rất là ok, mùi rất là đẹp, rất là xuất sắc. Đó, thì trong cái thế giới nước hoa dành cho nam thì gia thuộc, gỗ và thuốc lá đó là ba cái nguyên liệu mà rất rất được chuộng, gần như trong tất cả các chai nước hoa nào cũng đều sử dụng một trong ba thành phần nguyên liệu này. Và gia thuộc thì phải nói là có nó mình nghĩ nó phải đến hàng nghìn chai mất. Nó có rất là nhiều cách mix gia thuộc để blend lên một cái mùi hương mà tùy theo gu của mỗi người. Có những người thì thích cái mùi gia thuộc nó gọi là thuần khiết, có nghĩa đó là những cái mùi da rất là mạnh, rất là thật đó. Còn đối với mình thì mình thích cái mùi hương gia thuộc nó thứ nhất là không quá mạnh, và cái thứ hai là nó sẽ mix cùng với các cái nguyên liệu khác để mà tạo nên một cái mùi hương vẫn có cái chất, vẫn có cái hồn gia thuộc nhưng nó nhẹ nhàng hơn, nó mềm mại hơn đó. Do đó hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho anh em top 10 trái nước hoa có cái nguyên liệu gia thuộc mà trong với cái cá nhân của mình đánh giá nó rất là cao. Ok, ở vị trí số 10 chai nước hoa mình muốn nói đến đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Bentley, Bentley Intense. Tại sao mình cho chai nước hoa này vào ở vị trí số 10? Bởi vì cái thứ nhất nó là một sản phẩm của một hãng xe hơi rất là nổi tiếng, đó là Bentley đó. Và cái thứ hai đó là mình nghĩ là rất bất ngờ khi một cái hãng chỉ chuyên về xe hơi, chắc chắn chỉ chuyên về xe hơi lại có thể tạo nên một cái mùi hương nước hoa rất là có thể nói khá là chi tiết, khá là chỉn chu. Cho các bạn nam nào yêu thích cái phong cách cổ điển lịch lãm thì Bentley Intense chắc chắn là một trong những sự lựa chọn các bạn không thể thiếu. Đó, ở vị trí số 10, chai nước hoa của nhà Bentley. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Van Cleef & Arpels, nó có tên là Midnight in Paris. Một mùi hương mix rất là tròn trịa, rất là đẹp giữa gia thuộc, đậu tonka và oud. Tất cả nó đã tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là độc đáo. Và nói thật là mình chưa thấy một cái mùi hương nào có cái nét tương đồng với cái chai nước hoa này. Mà đây là điều mình rất là ngạc nhiên, bởi vì cái giá thành của chai nước hoa này là không hề là đắt, cũng khá là rẻ. Thế nhưng nó đã tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là độc, đẹp. Và nếu như anh em nào, nếu mà có cơ hội hãy sở hữu thử mùi hương của chai nước hoa Midnight Paris. Do đó ở vị trí số 9, mình muốn giới thiệu đến chai cho các anh em đến mùi hương của chai nước hoa này. Ở vị trí số 8 lại là một sản phẩm của một hãng xe hơi rất nổi tiếng, nhưng không phải là Bentley nữa mà là Ferrari. Và chai nước hoa này có tên Ferrari Leather Essence. Thực sự mà nói, cái chai nước hoa này hãng Ferrari mình đã làm mình thay đổi hẳn cái quan điểm khi mà nhìn nhận đánh giá những sản phẩm mùi hương của chai nước hoa này. Về ngoại hình, về chai, về các về cái design của nó rất 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 là cẩn thận, rất là chi tiết đó, nhìn rất là đẹp. Và cái thứ hai, mùi hương của nó thì thực sự là bất ngờ, bởi vì mùi hương này khi mà các anh em ngửi thì không ai có thể dám chê trách bất kỳ một điều gì. Cái mùi hương gia thuộc nó khá là lạ, thực sự là lạ. Và đối với bản thân mình thì mình phải mất đến 1 đến 2 lần, à 2 đến 3 lần bắt đầu mình mới có thể làm quen được với mùi hương của nó. Bạn hãy thử mùi hương của chai nước hoa Ferrari Leather Essence này, và mình hy vọng là các anh em cũng có thể có một cái cách nhìn khác đối với các sản phẩm của nhà Ferrari. Ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm của nhà Bottega, Bottega Veneta Pour Homme. Chai nước hoa này khi mà các bạn lúc đầu mới xịt thì nó sẽ đánh lừa cảm giác của mọi người đây là một cái mùi hương gia thuộc khá là mạnh mẽ. Thế nhưng mà ở cái dry down của nó thì là một cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, và mình rất là thích ở cái điểm đó ở cái chai nước hoa này. Rất là tiếc cái chai này mình chưa có dịp dùng được nhiều, mình mới chỉ xịt được có khoảng mấy lần thôi, nhưng mình thấy là nó cũng khá là đa dụng và có cảm giác như là cũng không bị giới hạn về tuổi tác cho lắm. Anh em nếu mà có dịp thì hãy thử chai nước hoa Bottega Veneta Pour Homme này. Mùi hương gia thuộc chắc chắn là sẽ không làm cho các anh em cảm thấy thất vọng. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani, Armani Col Profumo. Đây là cái chai nước hoa mình đánh giá cực cực kỳ cao giữa cái mix mùi giữa đậu tonka và gia thuộc. Nó không bị lấn áp giữa mùi nào với mùi nào, mà đậu tôn cao và gia thuộc nó mix cùng với nhau và blend lên một cái mùi hương nồng nàn, quyến rũ, thu hút.
Đặc biệt trong các đêm, ở trong các cái ngày mùa đông lạnh lẽo thì các bạn anh em xịt mùi hương của chai nước hoa này thì nó là một cái vũ khí hạng nặng để giúp cho mọi người khi mà đến bất kỳ nơi đâu và bất kỳ một thời điểm nào sẽ giúp thấy như là có mang đến một cái không khí mà các bạn sẽ bước đến một cái gì nó ấm áp hơn, nó ngọt ngào hơn, nó xua tan đi, bớt đi cái lạnh lẽo của ngày mùa đông. Do đó ở vị trí số 6, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là Armalico Profumo. Ở vị trí số 5 là một sản phẩm của nhà Carolina Herrera, Carolina Herrera CH Man. Chai nước hoa này ở Việt Nam thì không nhiều bạn sử dụng và nó cũng rất được biết đến. Thế nhưng mình có thể nói qua, nó có một cái nét tương đồng giống như cái video trước mình đã nói, nó có một nét tương đồng với Armani Code. Thế nhưng ở chai này thì mình cảm thấy nó blend mùi, có cái cách chuyển mùi của nó hay hơn. Mở đầu đó là một cái nhẹ nhàng tươi mát của cỏ và bất thình lình nó lại có cái nốt da thuộc nó trỗi dậy. Và cũng giống như Armani Code, mùi hương này cực kỳ thích hợp khi các bạn dùng vào buổi đêm. Một người đàn ông bí ẩn sang trọng, nếu như các bạn sử dụng mùi hương chai nước hoa này và kết hợp cùng với cái style của các bạn, nếu như các bạn phù hợp với mùi hương với cái dạng kiểu mùi hương này thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Ở vị trí số 5, CH Man. Ở vị trí số 4, chai nước hoa mình muốn nhắc đến đó là Prada Lone Intense. Có một điều khá là thú vị đó là thời gian vừa rồi mình đã giới thiệu cho một hai anh em những cái dòng sản phẩm của Prada và kết quả đều được nhận lại rất là tồi tệ. Các anh em đều không thích mùi hương của các sản phẩm Prada. Và nhân đây mình cũng nói luôn là những cái chai nước hoa của nhà Prada họ rất là chuộng hoa diên vĩ. Và có một cái mình với cái kinh nghiệm của mình sử dụng là cái mùi hương hoa diên vĩ khi mà mới lần đầu xịt nó sẽ rất là khó chịu, nó không vại, thậm chí là gây rất là ngái và ngang mũi. Và ở cái chai Prada Lone Intense này, điều mình thích nhất đó là cái blend mùi, cái cách pha chế giống như những cái video trước mình nhớ mình đã nói, đó là mình cái blend ba lớp mùi, đó là hoa diên vĩ, đậu tôn ca và da thuộc mix cùng với nhau và tạo nên một cái mùi hương tuyệt đẹp. Các anh em nếu như muốn thẩm mùi hương của chai nước hoa này thì phải nên bình tĩnh, không nên quá vội vàng và từ từ thẩm thì mọi người sẽ thấy cái hay của mùi hương của Prada Lone Intense. Ở vị trí số 4. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Valentino Warmer Intense, ngọt ngào quyến rũ, da thuộc không gai gắt mà lại mềm mại, mix cùng với các cái nguyên liệu khác ngọt ngào, rất là thu hút. Bản chất của mùi hương này là nồng nàn, quyến rũ, thu hút, sexy. Chắc chắn khi các anh em sở hữu mùi hương này thì các bạn sẽ không cảm thấy thất vọng khi mà xịt nó và đi ra ngoài. Do đó ở vị trí số 3, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Valentino Warmer Intense. Ở vị trí số 2, đây là một cái chai nước hoa có thể gọi là rất rất khó để tìm kiếm vào thời điểm hiện tại. Mà nếu có thì cái giá nó cũng phải luôn luôn ở trên 2 triệu. Đó là Discreet Royal Prussian Black. Hồng, nhang và da thuộc mix cùng với nhau tạo nên cái mùi hương có thể gọi là tuyệt vời. Mình không biết phải nói như thế nào nhưng đối với mình thì nó là cái mùi hương tuyệt vời. Nếu như các anh em nào mà có dịp được sử dụng chai nước hoa này thì các bạn xịt vào ngày lạnh các bạn sẽ cảm thấy nó rất 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 là độc và khác biệt đối với các mùi hương của có sử dụng nguyên liệu da thuộc. Ở vị trí số 2, Discreet Royal Prussian Black. Ở vị trí số 1, chai nước hoa mình muốn nói đến, nó cũng có cái nét tương đồng với Tuscan Leather, Tom Ford Tuscan Leather. Nhưng mình đánh giá nó, đối với cá nhân mình thì mình đánh giá nó nhỉnh hơn, nó dễ chịu hơn và dễ sử dụng hơn. Chai nước hoa mình muốn nói đến đó là một sản phẩm của nhà Acqua di Parma, Acqua di Parma Leather. Citrus, hoa quả mix cùng với da thuộc. Cái mùi hương này có thể gọi là cái mùi hương này nó mang đậm cái phong cách của một người đàn ông Ý cổ điển, lịch lãm và điềm đạm.
khi các anh em nào mà có cái style mặc vest, áo sơ mi của nâu, xịt mùi hương của Aquari Pragma Leather này thì đúng là hổ thêm cánh, không gì để nói cả, cực kỳ hợp. Và mình cũng rất là thích mùi hương của chai nước hoa này. Trên đây là mình muốn giới thiệu đến cho các anh em top 10 chai nước hoa có sử dụng thành phần nguyên liệu da thuộc. Và đối với mình, đây là 10 chai nước hoa xuất sắc. Video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share, và nếu như các anh em cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.